Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ rầm rộ đoạn clip ghi lại sự việc một người đàn ông bế theo con nhỏ đi hẹn hò cùng bồ nhí, vợ phải đến tận nơi yêu cầu giao con để đưa về. Thương thay cho phận phụ nữ có chồng ngoại tình nhưng vẫn phải bình tĩnh để giải quyết sự việc và không làm ám ảnh tâm lý về sau cho con trẻ. Theo nội dung đoạn clip, người đàn ông và cô nhân tình ăn mặc mát mẻ đang cùng ngồi trên giường trong căn phòng trọ, dù hẹn hò như thế nhưng anh này vẫn bế theo con nhỏ khoảng 1 tuổi. Đứng cạnh giường là người phụ nữ được cho là vợ. Thấy con bị chồng đưa đến nơi bồ nhí, người vợ phải cố nén tức giận và rành rọt yêu cầu chồng giao con cho mình đưa về. Chị nói với chồng rằng chị cho anh được ở lại với bạn gái, chỉ cần đưa con cho mình và chị không cần thêm điều gì khác. Anh đưa con đây cho em đang nói chuyện với anh rất nhẹ nhàng, lịch sự. Em bế con về cho anh ở đây, để con ở đây anh vừa phải chăm sóc con vừa chăm sóc bạn gái. Anh đem con đến đây làm gì? Đem đến đây để đầy đọa con hả? Từ ngày mai anh giao con cho em, rồi anh muốn làm gì? Anh đi đâu với bạn gái là quyền của anh, người phụ nữ nói với chồng. Đáp trả vợ, người chồng không những không chịu đưa con mà còn lớn tiếng mắng mỏ mặc cho cháu bé gào khóc. Đến cuối clip, gã ta đặt con xuống giường và chồng lên lao về phía vợ mình được cho là đánh đập. Đáng chú ý tiếp theo còn là thái độ của cô gái bồ nhí. Cô gái này tỏ rõ thái độ mình cũng không phải dạng vừa, khi thấy chị vợ giơ tay chỉ về phía mình thì nói lớn, đừng chỉ chị. Thôi chị, ở đây là phòng của em có gì từ từ nói. Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip trên đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Tất cả đều rất bức xúc trước hành động của gã chồng trong clip, cho rằng gã ta không những quan hệ bất chính, hành hung vợ mà còn để con nhỏ chứng kiến cảnh ngoại tình của bố và sự bất hòa của gia đình. Một số bình luận từ cộng đồng mạng, đi gặp bồ thì đi một mình đi chứ lôi thêm đứa nhỏ làm chi tội nghiệp nó quá. Gã này đúng là tổng hợp của một gã chồng đốn mạt, bồ bịch, đánh vợ, làm khổ con cái. Chị vợ này chẳng thiết tha gì chồng nữa đâu, chỉ thương con thôi. Là người mẹ không ai chịu được khi thấy con mình bị đưa đến những nơi thế này. Hiện đoạn clip trên vẫn đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Dù vì một lý do nào đi chăng nữa, thậm chí là nhân danh tình yêu, thì ngoại tình vẫn là kẻ thù giết chết bất cứ một cuộc hôn nhân nào và gây ra khá nhiều hệ lụy đau đớn. Những cái kết đau buồn, sự bi thương phẫn nộ của người bị phản bội khiến cho việc lừa dối trong hôn nhân mãi là điều đáng ghê sợ và khó có thể dung thứ được không của riêng ai. Đáng buồn thay, kẻ thù của mọi cuộc hôn nhân này đang có xu hướng tăng lên trong thời hiện đại. Phải chăng có sự liên hệ giữa thời đại và sự giả dối trong đời sống vợ chồng?